mẹ. Con là tí anh thì sao? Đúng đó là tí anh rồi chị ơi. Anh hai. Hạnh phúc bất ngờ gõ cửa Phạm gia. Khi đứa con thất lạc bao năm bỗng chốc tìm về. Em sẽ cố nghĩ cách giúp anh thoát khỏi kiếp nạn này không? Làm quan triều đình phải công minh chính trực, quân pháp bất dị thân. Tuy nhiên đó là họa hay phúc nếu cuộc trùng phùng ấy lại đến từ sự sắp đặt của chính kẻ thù không đội trời chung. Thiệt là đáng thương cho cảnh huynh đệ tương tàn. Ngài tuyệt đối không được thả Nhất Dương vào lúc này. Ngài mà làm như vậy là coi như trúng kế của Tô Hoàng. Ngươi phải cho người đón lỏng tên thảo khấu đó và tìm cách xử lý ngay. Nhớ chưa? Dạ, con biết rồi. Những diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Nhịp Sinh Tử phần 3, 20 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 trên truyền hình 901. Mời quý khán giả chú ý đón xem.